Muốn mua SH mà chỉ cần trả trước có 15 triệu thì liên hệ liền ngay cho Luyến có số hotline 0346 552 628. Ngoài ra khi liên hệ đặt lịch trước sẽ nhận ngay 2 triệu đồng hoa sen đi lại, kèm thêm một combo quà tặng trị giá 3 triệu đồng nha. Số điện thoại và Zalo Luyến có ghi ở dưới màn hình, cả nhà kết bạn nhắn tin qua để biết thêm chi tiết nhé. Thì hôm nay review cho cả nhà về dòng SH 125 và 160 phân khối, về phiên bản CBS và ABS cho cả nhà mình cùng lựa chọn luôn ha. Thì đối với bản 125 160 thì nó có đồng 3 màu. Tiêu chuẩn là gồm có màu đỏ bóng, màu trắng bóng và màu đen bóng nha. Đó, như cả nhà thấy không? Thì Luyến có về cho cả nhà một lô xe rất là nhiều màu đẹp luôn ở dưới đó. Thì ngoài ra ba màu tiêu chuẩn này thì Luyến có về thêm cả màu xám xi măng và màu đen nhám nhé. Thì lướt sơ qua cũng như là báo giá sơ cho cả nhà thôi. Còn mọi người muốn biết chi tiết thì có thể nhắn tin riêng qua Zalo cho Luyến nhé. Thì đối với phiên bản 125, SH 125 thì hiện tại đang hỗ trợ cho khách hàng mức giá chỉ có 74 triệu 900 nha. Liên hệ trước giảm 2 triệu còn 72 triệu 900 đối với phiên bản 125. Đây, mọi người thấy không? Rất là đẹp luôn nha. Cao này. Nếu thấy trước bây giờ thì chưa có thời điểm nào mà SH nó xuống giá như điểm hiện tại luôn ha. Nên chị em mình ưng thì có thể liên hệ liền để rinh về một em ha. Trả trước có 15 triệu thôi, thủ tục thì rất là đơn giản luôn ha. Kế tiếp là về SH 125 ABS thì cũng có về cho cả nhà thêm về MC màu trắng và màu đỏ ha. Là hai màu trắng đỏ đó. Trắng thì nó sẽ là dè đen này và màu đỏ dè đen luôn ha. Cả nhà thấy không? Cái dè trước cái mã hoặc nạ đó dè đen ha. Mức giá thì chỉ có 83 triệu 900. Trả trước cho Luyến cũng chỉ cần là 20 triệu thôi là rinh xe rồi. Liên hệ trước cũng được giảm 2 triệu nhé. Và cũng là dòng SH 160 thì cũng có về cho cả nhà đủ màu luôn. Mức giá hiện tại đang hỗ trợ thì chỉ có 93 triệu thôi. Trả trước chỉ cần 25 triệu là rinh xe rồi. Liên hệ trước cũng được giảm 2 triệu còn 91 triệu. Còn đối với bản xám xi măng và bản đen nhám thì mức giá chỉ có 105 đến 108 triệu tùy phiên bản nha. Anh chị em mình thắc mắc cũng như là muốn biết chi tiết về mẫu xe có thể liên hệ qua Zalo cho Luyến. Ngoài ra thì Luyến có hỗ trợ ship xe về tận nhà nha. Và đặc biệt là khách hàng khi mở ra cái cửa hàng có thể tới ngay cổng chào khu du lịch Đại Nam hoặc là ngã tư Thợ Sao, alo qua số điện thoại hoặc là Zalo dưới màn hình của Luyến, Luyến hỗ trợ đón mọi người này. Và đặc biệt liên hệ trước còn nhận thêm 2 triệu đồng hoa sen lại, hoặc là mình có người thân bạn bè muốn mua giới thiệu đến cửa hàng, Luyến gửi ngay từ 1 đến 1 triệu rưỡi tiền hoa hồng, áp dụng giá xe ưu đãi duy nhất trong tháng 5, tháng 6 phiên bản này nhé mọi người.